hello mọi người, mình là Merite. Thì mình mới chuẩn bị xong để đi chơi nè. Thì đây là Kevin. Kevin, say hi. Hi. Quá dễ sợ luôn á trời. Sáng nay mình sẽ tới một khu toàn là người Việt luôn. Thì nó gọi là Santa Ana. Let's go. Biển kia mọi người ơi, nhưng mà mình không có đi bơi được do đây là mùa đông, là rất là lạnh luôn. Ok, thì sau một tiếng rưỡi đồng hồ thì mình đã tới nơi rồi. Thì cái khu này cũng có một cái tên gọi khác, đó chính là Orange Country. Ok, toàn là tiếng Việt luôn, quá là Việt Nam. Ok, thì giờ mình đang ở một cái chợ Việt Nam. Đúng rồi, đúng chất người Việt quá. Không biết nữa nhưng mà khu này á, mọi người thường gọi là quận cam đó mọi người. Quận cam. Chào bé Lý Văn Đạt, em còn làm ở đó không ta? Wow, ở đây có bánh bía luôn nè. Tuổi thơ tràn về dữ dội luôn. Nhưng mà nhìn cái giá muốn khóc quá. Và đây là sầu riêng nè. Không biết ở đây các bạn có ăn sầu riêng giống mình không? Chứ mình thì mình ẩm thích lắm luôn á. Nhưng mà giá thì hơi chát. Thưa cha, con nguyên trái luôn. Mua về chợ đâu. Thôi kệ, mình cứ mua thôi, tiền ba mẹ mình mà. Ok, xong rồi, let's go. Ok, giờ mình đi vòng vòng cái siêu thị này coi còn cái gì nữa không. Ok, sau một khoảng thời gian đi nguyên siêu thị, mình đã thấy được tình yêu của đời mình rồi. Chính là mắm dưa. Trời ơi, muốn khóc luôn, hồi cuối cùng. Thôi, tạm bỏ em này vào giỏ, mình đi tiếp nào. Và cuối cùng không thể thiếu chính là nước mắm. Ok, cái chai mình thích là ở trong kìa. Ủa mà sao sâu dữ vậy trời, sao mà lấy. Ok, từ từ xem, để suy nghĩ. Mới thử xem sao. Ủa mà sao nó sâu dữ vậy trời. Trời ơi, nhảy rồi mà còn không tới nữa là thôi. Thôi mới thử lần cuối. Ôi trời ơi. Thôi mệt quá, lấy cái chai này đã đi, hủy tính tiền. Trời má bốn mốt đô, xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Trời ơi, đi ra thì trời mưa quá trời luôn, mà không có bịch ni lông nữa. Ở đây mình mới biết là bên Cali là muốn mua luôn, lấy thêm bịch là phải trả tiền. Thôi, đành xách đống này ra xe rồi. Ok, tới xe rồi. Trời ơi, nguyên cái người nó ướt tóc mái, trời ơi, khóc mà không có. Ok, thì giờ đi về thôi. Sao trời mưa quá trời luôn. Thì tới nay mình sang một món rất là đặc sản ở Việt Nam, đó chính là bánh ướt nè. Thì giờ phải bỏ mấy cái bánh vô dĩa chứ.
Xong rồi mình sẽ bỏ chả vô. Hai cục chắc đủ rồi nè. À không, bốn cục chứ. Ok, giờ sẽ chan nước mắm vô. Một muỗng, hai muỗng chắc đủ rồi hả? Thôi thêm muỗng lên đi, thèm quá. Ok, được rồi đó. Thì mình mới được chị mình tới đón dẫn đi về nhà người ta chơi, kiểu như ăn Christmas trẻ. Trời nó vừa mới hết mưa. Tới rồi nè. Thì mình đang ngồi đây coi mấy anh chị chơi cái trò này nhau. Cái trò này kiểu như hai người đó á, thì người nào bắn cái hết banh của mình và mình đối phương trước thì sẽ thắng. Khá là vui. Thì giờ mọi người ngồi chung với nhau bày đồ ăn ra để ăn nè. Mình thì mình lấy gà ăn với bánh tráng cuốn lại. Ok, tới đây là hết rồi. Hẹn gặp mọi người lần sau nha. Bye bye.